là được. Nắng lên rồi, đi thôi. Hẹn gặp mọi người ở biển nha. Thank you.
hào sữa đàng hoàng đó nha, tươi sống đàng hoàng. Y con này để hào nướng y bài nè, đây ngon lành. Thành quả của anh Tường đây, phải ru luôn á. Ba có đói ghê không? Để cái này ăn nữa con. Xinh mó, mó là phải mó cấm thôi nha. Mó này Phú Quốc làm trả da lắm mọi người. Thôi đưa anh nè, đây là cá gì vàng mọi người, đặc tính là sống ăn rong không à. Anh Danh cái bụng nó dơ lắm, còn rong mà cứt không à. Cái này đây, cái này nè. Dạ, bỏ vô đây. Để lại hồi đặt cua mọi người nha. Đây, hồi đặt cua rồi bỏ vô đây nha. Hai. Con Tường nó mặn cá đói. Làm mấy cá đói còn lại. Hai con hả? Con hai con lại con lớn à. Tuyệt vời hơn cả tuyệt vời. Vậy đưa đây để cắt bụng thôi. Cái món này có tái không? Tái. Nên người bạn làm gì? Cái gì vậy? Tái cá mó vàng hay mó xanh lên Tường. Không gì lại còn bán hai con như vậy em ăn đâu rồi tù nó có trứng kìa. Cá mó này cũng vậy, nó sống chung với cá ghìa nên cái bụng nó cứt không. Bỏ vô nè mọi người, cá mọi người đó nó mổ bụng. Con này thấy cá sinh xương không? Sao kìa, còn nó sao trong á, không có bụng đó. Ủa, nó mỏng mà, sao đâu. Bị tải phao mày đánh dậy mày, cái đồ nó dậy đâu Tường. Nó dậy ủi nó lên. Một cái này được rồi, là một cái được rồi. Dễ rồi. Con nhận cái màu con cá này. Nè, cái màu ủi. Cái món của Quốc là chiên rang là sashimi. Đẹp không? Cái này bự xuống mọi người. Ở đây đang chuẩn bị đặt nha. Đây là đằng cái góc nữa đó, đó góc đá rồi đó. Rồi xa rồi không? Không bỏ xuống, chắc mé, chắc mé mé đá. Quốc lấy cái lồng cá để đặt cua đá. Cái dần nó đĩa đông quang. Lồng cá đặt cua đá hả? Cái dần nó đĩa đông quang. Nói ngoài chơi còn bắt được ốc. Cá đang bự ha. Ờ góc bự bự hả? Góc bự bự con người. Ê chỗ cái con nó vô đây kìa. Ra mặt này họ cua nó cũng ra đó. Giờ mình nằm đây cho cái con dĩa mà mẹ mùi banh cái gì. Ok. Thủ vệ mà thôi. Thôi. Là anh ngồi anh giỡn nè. Đây là video đầu tiên của năm 2022. Dịch mọi người nó giữ được sức khỏe nha. Chứ ở đây không mà cũng gần hết rồi đó. Trời ơi, video đầu năm. Video đầu năm luôn á. 2022 mới đi lại luôn. Đấy. Con này nướng đi. Nướng thịt nó hơi bẩn. Cái này nướng bở lắm nè. Là mấy con đi chứ. Cả là người. Cá mó. Nó đẹp quá à. Cá mó sao mình thấy mấy con nhỏ nhỏ nó bán trong kia đâu có đẹp vậy đâu. Có nhiều loại lắm. Nhiều loại cá mó nhiều màu. Okay. Còn nhiều nước xíu đẹp lắm hả. Ô quá trời trứng luôn rồi nè. Cái này là năng biết nhiêu con luôn á. Bỏ trứng nha. Đâu có bỏ anh. Được bỏ hết. Bỏ vô đấy chứ, bỏ chứ. Bỏ vô nồi chứ. Bỏ vô nồi chứ anh. Cắt con giòn nó mới sợ. Không đó, con đây, con đây. Gươi trời, gươi trời. Vô vũ luôn. Quá trời. Không biết có ai hay coi nước ngoài không? Trứng con cá đói này nè. Bạn nó hay để cho nó muối á. Giống như cá tầm vậy đó hả? Ừ, nó muối, tụi Nhật nó hay muối này nè, ăn sống á. Nó muối không được rồi, mấy con kia cắn nước quá. Cá mối luôn thấy.
Trời ơi, quán này nhúng vô quá trời luôn kìa. Rồi. Cái đói cho mọi người. Đặc tính là sống trên mặt nước không à nha. Sống gì đi, sống hoa dạ hả? Không, sống trên mặt nước nha. Cá này sống dưới nước nha mọi người, chứ không sống trên bờ nha. Cá này nhanh lắm. Cá này sai là cũng ok. Cá này nó biết bơi đó nha mọi người. Cái đó này kho lạc. Ok. Ok, kho lạc. Kho lạc rồi ăn với xài sống là ngon, bà chảy không kẹt. Hết sảy, cái mầm cá hết sảy. Cái cá này có trứng vậy? Cái đó nè. Cái đó nè có trứng nha. Cá kho lạc khét luôn à, chết rồi, con có đó của đụng cháy luôn, anh Hà chắc chắc cháy luôn rồi xíu à, con Hào á con luôn anh, sôi lắm rồi, mau chín lắm, sôi lắm, sôi nè. Cá kho nấm. Cá xưa cũng còn nhiều nè. Gót em muốn miếng nhìn từ nãy giờ trốn miếng nước rồi luôn. Nướng đi, nướng đi, nướng nướng đi anh, nướng đi. Ông lại không phải anh nướng á. Nãy giờ con cái câu đó bùng không? Con nó nãy mắng mắng thấy vậy. Dạ. Nó ăn mấy cái lá cây này nè. Mấy cái lá cây vàng vàng này nè, coi có táp mấy lá cây em này nè. Hả? Đó, đó, đó. Táp mấy lá cây á. Nhiều hồi nãy nhiều nguyên bày luôn mà. Chưa, đã treo dưới đây này, treo dưới đây. Em muốn miếng anh có muốn nha. Đó đi ra hai người bên đầu nè, cái lùa nó vô tay lưới lùa trong đây nè, trong đây nhìn nè, trong đây nhìn nè. Chứ nên cái lùa nó chạy quanh kia, chạy ra khỏi tay lưới là không dính. Vậy sao không văn sát trong đây cái xíu lên tường? Ở đó nó sâu, ở trong nó anh bóc dạng. Anh bóc cái đầu vô đây nè. Dính dạng rồi. Đây, họ chạy tới lùa, họ cũng dính nè. Cái xương xương. Quá trời, quá đây quá trời nè. Cái này mà có câu bông ha. Ỷ ngoài bông đứng ngay tạc. Ừ, vô tới bờ luôn mà. Hồi mấy con bự nó mới vô. Đó. Rồi dọn đi, dọn mâm đi. Lên vớt đưa đá từ từ đưa đá. Nước mọi người, tập trung vô đây đó. Anh đó gì cộng mấy gì nha mọi người. Đó 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 kìa kìa kìa, dính rồi kìa, dính rồi kìa, dính vô lưới rồi kìa. Đó. Đó 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 quặn rồi đó. Thấy vô lưới chìm nè. Lưới rồi nó dãy à. Họ nói nó quấn chân à. Ừ. Mày lưới rồi nó dãy à. Đó 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 nhịp nhịp lên đó, dính rồi. Dính mà không gỡ nó dính chạy. Không đâu, dính mỏ rồi sao chạy được. Chạy đi. Mò dưới sức rồi lo gì. Cua còn nhóc kìa. Rồi em dính nồi xuống nha. Rồi sắc hành bỏ vô nha. Lật tay luôn ha anh. Anh kéo. Lật tay đi, lật tay lại đi. Rít là mới gấp lên cho em anh quá. Cái này mình có bỏ vô luôn không? Ai nó bóc cái này vậy? Cái này làm gì ta? Cái này có nướng hay ăn sống tờ? Cái đó vô tái á. Tái rồi, rồi. Để ra. Xong mọi người, kho lạc xong rồi nha. Hai đầu bếp nấu, đầu bếp quắc với đầu bếp mít thái. Bóc thịt vô trứng mà. Hả? Chưa đâu, nướng lại thêm đi. Rồi nhắc xuống đi ha anh. Chưa. Lấy hai cái bao chân em nhắc xuống này cho đỡ nóng. Nóng nhanh dắt đi từ né ra trên quá. Nóng á, nóng á. Dắt từ từ anh, dắt từ từ nóng chai á. Đừng chờ con quá. Mà, chặt cái này thua luôn á. Nóng phải không? Rồi cái này là để nướng cá mọi người ơi. Ui trời. Đây mọi người, đây là cá mó sashimi. Ui trời, ứng ăn người ta.
Đây đây, bưng cho. Đây. Ó sashimi. Đã giữa đi hả? Dễ ăn ha. Ốc cờ ông nào ông nấy hả? Tới cũng chuyện cũng trời. Mày chắc khoảng 15 20 con ký rồi. Đẹp. Anh mới trở lại hả? Cá mới trở lại hả? Ồ, cái gì? Cái ghê này dai nha. Cái gì này dai ngon lành luôn á. Cái gì này dai. Rửa này nướng vừa chín tới luôn, ngon luôn nè. Rồi, để cá đúng không? Vô. Ốc cờ ăn à, đi bài luôn. Ừ, không còn cái mâm nữa. Còn mâm cá nướng mà. Làm cá nướng nó là đổ bộ đó là nhậu được rồi. Vô mọi người ơi, xơi. Vô vô. Xơi nãy giờ. Nướng lên cái chụp hình. Là cá nướng hả? Ừ. Nó mới đẹp. Coi cá đi thôi. Làm. Có luôn. Ừ, ngốc trời ngon. Dài. Chết mẹ, khá nên thiệt rồi. Cá kho đấm. Cá nướng đây, cá nướng đây. Rồi vô rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Sao ta? Lên hình coi. Mày dọn vô bỏ này ừ. Này luôn. Ở dữ quá, quay bị nó luôn. Nè. Nó luôn. Đó. Rồi thái, lên. Ơi, vô. Điện thoại đâu? Không biết nữa. Đây. Anh bỏ đi. Rửa tay đã. Cái lặng con tường quăng dưới đó hả anh Tường, phải không? Đâu? Tháo ra luôn, tháo ra luôn. À, vô cái này, vô cái này. Vô, vô. Chào mọi người ơi. Quá đã. Vô, vô nè ơi, 2, 3 làm lại coi. 1, 2, 3, vô. Dính. Kệ ăn miếng cò đó kìa. Ăn đợi em xin chụp cái này. Thì hỏi cái này hả? Bốc không? Dạ. Thôi ha. Thôi ở đây mình nói có người có mặt con người. Ở đây mình chia sẻ này. Thôi ăn ăn đi. Em ăn hoài rồi. Em ăn hoài. Từ hồi đó giờ. Không có nghĩ sao cái con cà heo. Là không có được ăn luôn á. Cái con cà heo mà không có ăn chỗ anh Tiến. Con Tiến còn. Tiến hả? Thằng gì trọng nó bán lại hơn. Bán lại nhiêu ký ta? Bán trong tiếng. Còn gì? Mua bún sầu xanh á bán lại cho tiếng á. Giọng dữ vậy. Mú sầu xanh. Còi sầu xanh hương. Còi chưa? Còi nàng. Còn đó. Con còi con chôm chôm á. Rồi em đem mấy con gì em ăn vậy? Còi chôm ngon hơn. Vô. Ngon á. Tụi nhóc trơn mà em lại trên này không lục lá chỉ anh đó mà. Cái gì? Con đi bắt bầu ngư. Con nổi đó, con dập dép đó là bầu ngư luôn đó. Chiếu à. Chắc bầu ngư. Mình về mình nuôi bự. Kìa,
Nãy chú kìa ngồi đục thấy bài hỏi luôn hỏi tại bài bụng luôn. Mấy con bự. Trời. Nghĩ sao màu đen bằng anh vậy? Tại vì anh đang bị ăn nắng chứ em đen bằng luôn rồi đó. Có gì mà muốn trắng thì qua anh. Rồi chút. Thấy nó đứng để chậm nhìn em. Không mà đi từ anh Quang à, giống như tụi em cũng vậy, lúc xưa đi cũng đi vòng thôi mà, không đi từ đi ra đi ra đi ra. Chứ ai đâu mà biết rồi đi mà đi liền ngoài vậy đâu, cũng sợ chứ sao không? Con cá này tụi nó săn. Nhưng mà anh là anh đâu biết bơi. Mà có phải mà. Cá bự hơn. Quan trọng biết bơi ra cỡ nào cũng được, còn này không biết bơi làm sao dám ra vô hụt giò sao? Xuống ăn thơ. Sợ. Hụt giò có thấy sao vô nữa. Vừa mới nhìn thấy là hụt giò sao vô. Là thì đó bị bắn hụt nhiều quá gì. Trời. Lại này có thằng Tăng đi lắm chục phải, nó mà thấy ốc cờ cái này nó bắt trên con Tăng á. Thằng Tăng lắm á. Nhưng mà đặc biệt là bên đây có đây nha, mà đi còn bạn là không có nha. Không, trời đủ nó bao sạch bách bây giờ mày ơi. Bên kia gần bên đây. Vô. Đây bé nhỏ chưa đi, đợt đi với bé Quyên với con gì đi, bé Quyên nhỏ gì đi về lấy chồng luôn đó. Mình đi hồng bàn xong với anh chị qua phòng chuột đó, anh chú đi đâu? Bé Quyên không còn bé Quyền có con bé Trang kìa, lúc xưa dễ cưng lắm, dễ thương lắm, lúc xưa chọc với ông Tường nè, đi có hiểu á. Mà nó có biết nhậu không? Bé Quyền là dạ. Quyền là vợ vợ con, vợ con thằng gọi đó anh gần bữa đó. Nó đâu biết nhậu đâu, nó không nhậu. Nó ngon đó, cái nhầm vàng đó, mà không nhậu nó gì vậy? Cái nhầm vàng này con cái chục ký luôn đó, ở đâu mà bắn được thấy nguyên đàn luôn hả? Đồ má này tỉa ngon nè anh Tường. Không bình thường em. Nguyên đàn này tỉa ngon, nó cũng gạn phải không? Nó đâu đi nhiều đâu Tường. Tưởng là không phải tưởng là con hay. Bữa nay mới chuyển sáng nên em mới gặp. Ông giỡn hoài con cá dòng vàng này con. Đợt mình bắn cá dòng vàng trên cửa cạn đó. Đi một bầy mà, đi bầy nó nhỏ mà. Nó có bự. Bự nhỏ, cũng hơn chục con nhỏ, chứ. Một bầy cá trăm con nó chết đâu. Nhỏ mà. Cỡ này nè. Trời ơi, cái này mà quay là bắn một bầy này ngon lắm nè. Không, bữa giờ em cũng ghiền đi. Không, nó cũng dạng rồi, phải bắn là nhỏ qua tính từ bự. Dạng gì? Từ bữa có nó đi, mày nổi vào đó. Nó được con đi về đó. Lội dưới giò mày á. Mình làm. Thì nó đi nó sẵn sẵn giống như bầy cái nhộng bên kia đó. Ở lội dưới giò mày đó. Nên cho đang trên trên dầu, anh dầu được bữa nữa đúng không? Là đợt đó về là nghỉ đi luôn á, mấy tháng. Bữa đi hòn với anh. Tiệm này cá mỏ bắn vô tái thôi. Rồi có đâu. Đi hòn 2 ngày đêm xong rồi về nghỉ đi luôn á. Bắn được 1-2 cá mỏ là chạy vô đi câu cá mú. Bữa đó là về nghỉ đi luôn hả? Ừ, về đâu đi đâu. Không. Đó bắn được cái. Về mình đi dầu cái này nè, bữa giỡn giỡn á. Đây nè, đêm á bắn cá mỏ đó. Có đâu. Đi đêm đừng có bữa mà mình giỡn mà đi ăn dầu á là à đi với cái mấy con nhỏ kia là bên kia đi cá bún bên kia. Đi cái bún bên kia, đi cái bún bên kia, nhớ chưa, nhớ chưa. Mà cái đó ok, mình hát, mình chơi đồ trên đó. Em nhiều lúc mình ngủ trên đó luôn. Thôi giờ anh em dọn về mọi người ơi. Đang gom không? Mình nguyên cái ba lô này đó. Đồ đạc này kia đồ. Chân máy này kia đồ. Thùng này kia. Chung mấy anh em gì hết. Rồi dép của tao á. Thank you. Làm ra luôn chứ. Con bia thì tối chí lụm cho mọi người. Con bia nhiều mà. Mà chú Chí ra chú Chí lụm. Mình không có đem bịch theo. Cái hồ này có cái là hơi là đi lại khó khăn xíu. Gì vậy quỷ? Xách cho mày hiểu vậy? Đây coi. Đưa đây coi. Rồi nhẹ bớt coi. Thank you.
kéo vô vô chú Chí ơi, kéo giùm con. Ok. Rồi chồng qua lại đi. Anh Tường đi bơi rồi. Anh đi lấy thảy cua lên.